sáng nay quay chuyển chậu này, mọi người xem cẩu chậu chuyển chậu đi. Bị nâng chậu lên. Đó, công tác để chuyển chậu chuyển cây đưa qua. Bây giờ cột vô cái cây này, cậu cái cây đi lên này.
quá trời nhiều. Rơ cậu lên là rớt đóng rửa luôn. Giờ là phải dí về cái chậu kia trong ra, xong rồi đưa cái chậu này lớn này đi vô, xong rồi đưa cây lên. Người xem thấy nhớ like, đăng ký, chia sẻ, ủng hộ kênh nha. Tí nữa là sẽ đưa một cái chậu vào và đưa với một cái chậu ra, đưa cây lên. Mình để mọi người xem.